Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn các vị chức sắc lãnh đạo, các hội thánh và tổ chức cao đài. Cùng sự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đạo cao đài là một tôn giáo của dân tộc, ra đời ở Việt Nam. Trong quá trình phát triển, đạo cao đài đã góp phần bảo tồn và làm phong phú thêm giá trị văn hóa truyền thống và nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp chức sắc, tín đồ, hoạt động đồng hành cùng dân tộc. Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước rất quan tâm, dành nhiều sự động viên khích lệ đối với các hoạt động tôn giáo nói chung, của đạo cao đài nói riêng. Đến nay, Nhà nước đã công nhận tổ chức tôn giáo đối với 10 hội thánh và cấp đăng ký hoạt động tôn giáo đối với một pháp môn tu hành. Chủ tịch nước khẳng định, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đồng bào đạo cao đài luôn nêu cao tinh thần yêu nước gắn bó với dân tộc, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước. Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao những hy sinh, cống hiến cho cách mạng, sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của các chức sắc, chức việc, tín đồ và đồng bào đạo cao đài. Chủ tịch nước mong muốn các hội thánh và tổ chức cao đài đại diện cho gần 3 triệu tín đồ tiếp tục đoàn kết, hướng dẫn tín đồ tu hành theo tôn chỉ, mục đích của đạo cao đài, đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, thực hiện dương hưởng hành đạo gắn bó với dân tộc theo phương châm nước vinh đạo sáng, tiếp tục sát cánh với hệ thống chính trị các cấp trong đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động tôn giáo để chống phá nhà nước Việt Nam, gây phương hại đến sự ổn định và phát triển của đất nước. Cùng với đó là tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ, vừa tu hành, vừa tích cực cùng toàn dân xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, để trong đồng bào đạo cao đài không còn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch nước tin tưởng, cộng đồng tín đồ và các chức sắc đạo cao đài sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trên đường đạo, cũng như đường đời để tiếp tục phát huy truyền thống phụng đạo yêu nước, trung thành với đạo pháp dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.